Tối bà ngủ vậy đó hả? À, ngủ vậy Rồi sao ngủ được? được Trời ơi, bà có tốt bà. Sao bà không thay cái áo khác mặc cái áo này? Con thấy nó cũ, nó rách tan nát trơn rồi. Múc mì ăn rồi kìa. Ngoài mì ăn rồi. Ngon không ngoại? Ngon quá. Ngon quá ngon. Trời ơi, tao mới ăn gì bữa dỗ cơ. Vậy ha, bao lâu rồi ngoại mới được ăn mì? Trời ơi, tao đói quá mày ơi. Ăn cái này như bữa dỗ vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Ai cho tao miếng thịt? Vậy có mì không mà ngoại nói ăn như bữa dỗ vậy đó. Cả cô chú anh chị em nha. Đó, thì hôm nay Tiến đến đây đó, thì bà Trương Thị Lẹ nha, thì cuộc sống của bà là hàng ngày lụm ve chai, thì đây là cái chỗ ngủ của bà nha. Dạ chào bà nha. Cảm ơn con nhiều ạ. Dạ, rồi tối bà ngủ vậy đó hả? Ngủ vậy. Rồi sao ngủ được? Được. Trời ơi, bà có tối có bà có sập mùng xuống không? Sập mùng xuống. Sập mùng xuống ở chỗ ngủ chút xíu vậy đó hả? Ờ, mùng đã cho vậy. Rồi, cái mùng đen phờ lù luôn rồi nè. Giặt nổi để cho gì. Hàng ngày bà đi làm cái gì? Đi lượm cái mũ. Đi lượm mũ hả? Lượm mệt quá vô lệ ngồi. Lượm mệt quá vô. Mệt quá vô lệ ngồi. Ờ tới 8 giờ tối gì đó. Trời ơi. 5 giờ sáng tới 8 giờ tối. Bà với nhân đi. Dạ, bà với nhân đi. Ừ. Ngày lượm được nhiêu? Lượm chục chai. 20 chai. Ừ. Mà hai bữa mới được 20 chai. Ừ. Ừ. Lộn chưa có bán được, giờ rẻ có 3.000 ký bán được. Ừ. Chừng nào ấy mới giá có giá mới bán hả bà? Ừ, có giá 10.000 mà 5.000 bán. Ờ, ừ, mũ đâu có giá đó. Ừ. Mũ có 1.000, 2.000 ký hả? Ừ, giờ có 3.000. Bà mệt quá. Ừ. Mà bà chân hỏi sao bà không quét dọn cho nó rộng đó mình. Trời ơi, bà vậy bà lấy đồ dĩa bà làm bà phủi rồi bà không có cái chỗ. Trời ơi. Rồi sao mình không bỏ mấy cái nồi đó xuống để mà mình nằm? Không có cái nồi lũng đang đựng. Nồi đó con thấy nồi nhóc chân mà lũng hả? Có lũng cà phê đang mình đựng ngã. Đừng ngã đổ con hiểu không? Dạ mà không có ý con nói sao không dẹp xích xúc rồi ba cái lon mũ nè sao mình không dẹp đi để mình nằm cho trống. Cái đó để là để vậy nó mấy đứa nó không lấy nữa. Để ngoài mấy đứa lấy con này để nghiêng nghiêng cho bà uống. nghiêng cho bà uống hả? Ờ cái nào cũng nó uống dễ. Bà nghiêng cà phê hay gì? Trời ơi, cà phê ấm có 2 ống 3 ống có 35.000 bịch nè. Mà thấy mình có tiền giờ 10.000 không có nữa. Ơi ơi hay. Bà sáng giờ bà ăn cơm chưa? Ăn gì đâu, bây giờ tao thèm mì thôi. Mì hả? Dạ mới nãy con có cho thùng mì đó, bà lấy bà trụng ăn đi. Ừ, lát ăn mì. Thôi vậy bây giờ con kêu gái bà làm mì cho bà ăn ha. Ừ, lát làm mì ạ. Nấu nước đi, nấu nước trụng cho bà gói mì đi em. Bà chỗ này cái cũng có cái giường rộng nè. Sao? Giường ở nó sập rồi. Thôi vậy ta để đồ dọn ở đây không đi, có. Rồi nằm cho nó dọn. Nó sập rồi ở không được. Sao ba cái bọc này bà không bỏ ngoài? À, cái này để từ từ bán bọc luôn. Để có lên giá bán ha. Ừ, bán luôn. Cái trường là quần áo gì đâu mà trường nó sập nè. Mấy cái dừa đang bệnh nóng ta đốn mới hôm qua, mấy cái dừa đang bệnh. Quá khứ rồi. Cái này cũng như bà Tư ve chai à. Để cũng để lên giá bán đó. Con này là cho cô mấy cô Tư. Cho mấy cái dừa nặng bà uống mà chưa có uống, rồi chặt cho được. Dừa người ta cho hả? Ờ dừa đấy mà. Rồi sao bà không thay đồ mới cho nó đẹp mà bà mặc cái bộ đồ này nó gắt hết trơn bà. Sao bà không thay cái áo khác mặc cái áo này con thấy nó cũ nó gách tan nát trơn rồi. Trời ơi. Hả? Giờ mệt, nói chuyện không được mệt. Mệt thế. Ơi mệt con ơi. Bà chắc chết sớm luôn, bà mệt quá. Rồi bà sáng giờ buổi trưa ăn gì sao mà trời bà... ơi, 2 ngày chưa ăn uống nước không. Giờ tớ thèm nước đá, rồi tớ thèm cà phê ấm, giờ cơm không có. Khổ. Giờ đã không có. Bà thèm đủ thứ chưa hả? Thèm nước đá cũng đá với dao, thèm cà phê ấm. Uống cho nó khỏe. Cho bà bà nghiện cà phê. Dạ mà đi qua đường người ta cho mà giờ đi đâu đó lượm chiếc mũ người ta cho ăn ly uống hiểu không? Dạ. Ở đây đó ai cho? Ở trong vườn ai cho? Dạ ở đây lội ra ngoài ngoại cũng hơi xa. Mà gần tới chợ người ta mới cho. Dạ. Người ta cho hộp cơm vậy đó đỡ. Rồi hôm qua nay chưa có đi được, đang mệt nên không đi được. Ừ. Cắt môi bà đi.
Bởi nhà chịu nổi gạo đồ ăn cơm đồ ăn, nói dụ nha. Đi thì người ta cho hộp cơm, cho nước uống, ở nhà chết luôn. Muối nước mắm bột ngọt không có là chịu chết. Vậy khổ lắm. Giờ bà không có được 10.000, 20.000 nữa, hổm đi á. Người ta nói là như nha, ta không biết á con. Người ta nói cho cái bao giờ khổ, người ta có 100.000, người ta lấy cái 100.000, người ta lấy giấy chứng minh luôn. Trời ơi, bà khóc hết nước mắt, bà đừng gì khám nó chịu, giấy chứng minh mất 100.000 mất luôn. Rồi. Bà khóc quá trời, bà khóc. Bà đi hồi 5 giờ sáng, mà tới 5 giờ chiều về tới nhà không còn gì, còn lũ đích không. Có 100.000 ra móc túi giấy chứng minh với 100.000 luôn, bà già bà không thấy đường. Lấy luôn. Thôi, bà hết khóc, bằng đầu khóc với hết khóc. Thôi, cho mày ăn đi, rồi bà mạnh giỏi được rồi. Bà khóc, hết khóc. Có khi đêm là giông gió bà khóc vậy. Cái nó chờ nó ăn 100.000 mà giấy chứng minh lấy luôn, bây giờ hết khóc, bằng đầu khóc chứ hết khóc. Nhiều nhỏ có 100.000 nó cũng lấy luôn. Vậy là nãy là bà nói là bà năm nay là đã ngoài 80 ha bà. 75. 75. Còn 75 sao con của bà nói 80? Không có 75, bà 75 rồi. Bà tên gì bà nhớ không? Tên Lẹ. Tên Lẹ. Tên 75 rồi. Em ở đâu? Nhà dạ, ba ra đây đi, ra đây ăn nấu mì cho bạn nãy con có. Dạ, ba ra đây ngồi đi. Rồi để ra đem ra đây cho bà ăn đi. Gì đâu mà sáng mấy con không có gạo. Quá khổ luôn. Thôi em gắng sống vài bữa nữa ha. Thôi gắng sống vài bữa đi, qua bển anh mướn nhà trọ cho ở. Rồi bển làm ăn. Bển làm ăn kiếm tiền. Rồi bển anh giúp được chứ anh đây xa quá, mỗi lần anh đi lên. Mẹ ơi, mì nè mẹ ơi. Rồi để mẹ ngồi đây, mẹ ơi. Ngồi đó ăn luôn đi. Có nè, có mũ nè. Em có được chị em chú bác đó. Chú bán à. Tội quá tội. Nên mốt anh rước về bên anh. Anh mướn nhà trọ chở bán số, giúp vốn bán số. Ba mẹ con hết. Ba mẹ con luôn. Chứ ở đây sao anh giúp được. Đi. Con đi không? Hả? Quen ha. Ở với bà làm chứ mũ. Con rồi con ngồi này nè. Thích chú thương nè. Bây giờ mẹ con ở đây với mẹ con mặt ngồi quay mặt ở đây. Quay mặt qua đây nè. Quay cái lưng qua đó. Quay mặt qua đây nè. Nè con quay qua. Bây giờ chú hỏi nè, con sống với bà ngoại con hồi đó hồi nhỏ lớn hay gì? Thôi con sống với ngoại con hồi nhỏ lớn. Sống ngoại con nhỏ lớn. Rồi bây giờ mẹ con đi xứ khác làm ăn con có đi theo không? Không. Đi bển rồi là chú lo. Chú cho ăn đầy đủ. Con chịu không? Hả? Không bỏ ngoài được hả? Không. Vậy là con ở lại ha. Vậy là hồi đó giờ ở với ngoại luôn. Rồi ở đây là đi con hàng ngày đi lượm mũ với ngoại hả? Lượm mũ với ngoại. Rồi ở đây ở với ngoại rồi gạo không có ăn rồi sao con chịu nổi? Đi xin đồ này xin được. Hả? Có bữa nào con đói không? Không. Không ha. Có ăn nhưng mà ăn ít rồi ha. Thôi con ít xịu rồi. Con lý do nào con ít? Đáng lẽ cái tủ con ăn nhiều chứ. Sao mà ít? Không có, nó lấy ăn. Thôi con không đi, con muốn ở với ngoại ha. Rồi chú cũng không ép ha. Ở ngoại. Ở ngoại. Đây bà ngoại múc mì ăn ra kìa. Ngoại múc mì ăn à. Ngon không ngoại? Ngon quá ngon. Ngon quá ngon nè. Trời ơi, tao mới ăn gì bữa dỗ con. Vậy ha. Bao lâu rồi ngoại mới được ăn mày? Trời ơi, tao đói quá mày ơi. Ăn cái này như bữa dỗ vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Dạ, cho tao miếng thịt. Chỉ có gói mì không mà ngoại nói ăn như bữa dỗ vậy đó. Dỗ. Trời ơi. Nghe con nói đứt ruột không? Đừng có. Trời, tao đói với tao gung quá trời. Đói ha. Nãy ngoại nói là một cái nồi cơm mà mình chia ra là tới 6-7 người. Đâu dám ăn, để nhường nó ăn, đâu dám ăn. Ừ.
con không nghĩ là ở bên đây mà nghèo, ở bên mình nghèo có nào nghèo chứ gạo dư ăn. Đúng rồi. Ta cho nhiều lắm. Thì bởi vậy. Còn ở bên đây là không ai cho. Có xin nhưng mà cái kia đó gặp này kia đó người ta không cho mà gạo này kia đó thì ơi húp mì mà bà nói ngon quá, ngon ăn gì bố dỗ. Trời ơi. Mẹ ăn mà khóc luôn. Ngon quá trời. Ngon. Không đỡ không có ăn gì. Bao lâu rồi bà mới được ăn mì? Trời ơi. Cả tháng chưa có. Ừ. Nay ba ăn mì ba hẹn. Ăn mà rơi nước mắt luôn á. Ngon quá trời. Thấy bà ăn mà con muốn rớt nước mắt nghe bà nói nha. Trong lòng con buồn luôn á. Thấy cái cảnh này đứt ruột. Mà thì mong rằng tất cả cô chú và các anh chị em có thấy được cái clip của mấy anh em đây nhớ chia sẻ dùm cho Tiến nha. Quá thấy thương. Mày 85 tuổi nha cả nhà. Đó, mà ăn có chỉ có một tô mì thôi mà nói là ăn như cái bữa dỗ vậy đó. Ngon quá con ơi. Trời ơi, này phải có gạo ngon lắm á ngon. Có gạo ha. Gạo để trước á. Để mì mềm á. Dạ. Ăn như bữa dỗ luôn. Mừng quá mừng. Ngon quá trời. Bà ăn bà không kêu con nữa. Trời ơi, kỳ quá. Ăn đi bà. Ăn gần hết mới kêu con cho bà luôn. Bà ăn đi. Ơi. Trời. Dạ, con... Trời ơi sớt, tao quên kêu nó ăn đó trời. Con hỏi bà ăn đi. Trời ơi, nhưng có mì mà tao quên kêu nó ăn khô. Bạn đi, bạn đi. Con vậy là bình thường là ăn là để chia ra cho người ít ít hả bà? Trời ơi trời, thấy tội chứ. Đúng quá. Già rồi ăn đó nè. Không kêu con cháu ăn người què chứ. Trời ơi, nó đưa cái thằng ăn ào ào, nó nghĩ tao không có kêu con, nó lãng vô. Bà ăn đi, bà ăn no là con vui rồi. Bà ăn được là con mừng rồi đấy. Con còn trẻ, con còn có sức. Trời trời ơi, tao đâu có biết, nó đưa tao cái thằng ào tới. Trời ơi. Tao đói quá rồi, tao không biết kể con cháu rồi chứ. Ngon quá trời. Bà mà phải được ở gần bên con là con cho bà ăn gà quay cút nướng cho bạn luôn. Có không? Có, mà ngặt cái bà xa quá sao con cho được. Xa quá. Trời ơi. Tới mùng 5 hả con? Mùng 5 là nửa năm đó ha. Tới mùng 5 có mình cho tao miếng thịt nữa. Thì con không hứa là ngày nào con sẽ trở qua đây ha. Không có, chừng nào con có cho bà miếng thịt đùi. Thịt đùi ha. Đâu tao luộc ra ăn. Dạ. Thèm thịt hả bà? Thì chừng nào con nếu mà con quay con đăng lên clip này nè. Nếu mà có ai ủng hộ thì con sẽ trở qua thêm một lần nữa. Mua 50 thôi. Con có qua mua 50 không? Dương ấy nó đi rồi cho bà 50 đủ bà. Bà với Nhân ăn đủ. Dạ. Bà chỉ cần 50.000 ha. Ờ Dương ăn thịt ha. Nè, giờ con dạ. Đáp ứng nguyện ước của bà Dương luôn à. Dương nhiều nhỏ cho 50 quý rồi. Dạ. Nên bà với Nhân ăn được. Nguyện ước của bà luôn à. Đó. Để mua miếng thịt ăn. Đây bà nói là xin 50.000 mua thịt. Thì đây Lâm nó tặng cho bà 50.000 nè bà. Để bà mua thịt ăn nha. Ừ. Chiều mua thịt ăn nha bà. Có này thôi. Nè bà lấy đi. Dạ. Của thằng Lâm. Mùng 5 hả lấy không? Cái này tên Lâm. Ừ. Tên Lâm tặng cho bà 50.000. Cái này là để bà mua thịt, bà nói chỉ cần 50.000 mua thịt ăn được rồi. Trời ơi, cảm ơn cô nhiều cô ơi. Mua hơn nửa cái thịt đó. Ừ. Con này 150. Mua thịt luộc ăn ha bà. Đủ không? Mới mua 1 ký thịt đi bà. Con tặng cho bà 100 nữa ha. Này 100 hả? Không có, cái đó có 50 hả? Dạ. Có 50 hà, con tặng cho bạn 100 nữa ha. Ôi ơi, thôi để con về xe đi. Không có, con... Cái này số tiền này của...
anh Hùng chị Nga bên Mỹ á, con xuất ra tặng bà 100 ha. Ừ, cảm ơn con. Mua thịt ăn nha. Cảm ơn con nhiều coi. Dạ. Nước luộc. Rồi được 150 là mua ký thịt ăn được rồi. Biết rồi. Còn nhiêu tiền đó thì mua cà phê ống uống. Cái này dư mua cà phê ống. Dạ. Ký thịt có 90.000 hay gì à? 90 đến 100 mà còn 50.000 đó bà mua phê ống uống nha. Cái này hết 200 này. Cái đó có 150 hả? Dạ. Dạ. Con giờ bà mà con đau lòng đó bà. Cái thử này 200. Không có, có 150 hả? Ừ. 5 cho bà 50, con cho bà 100. Cảm ơn con. Dạ. Trời ơi. Chưa thấy con năm nay là mấy chục năm mà con chưa thấy cảnh này. Ăn chỉ có một tô mì không với nước lạnh không cả nhà. Mà ngoại nói là con như ăn bữa dỗ vậy đó. Nghe nói câu nói đứt cục quá. Ngon quá trời. Để tới mùng 5 tháng 5 là mới được ăn thịt. Bây giờ thôi, bây giờ khỏi ước mùng 5 tháng 5 lâu quá. Mai ăn luôn. Thế bà. Mai em đi mua nha. Mua lấy số tiền nó mua 1 ký thịt kho đi. Với hộp vịt đó. Thì số tiền anh đưa 1 triệu đó. Thì có gì em mua 1 ký thịt với chục hộp vịt đi. Để cho mấy đứa con em ăn luôn nha. Còn tiền nữa thôi để cho mẹ em cắt giữ bỏ xài nha, đừng mua nha. Ngày mai là em đi mua 1 ký thịt. Ký 2 ký đi, 2 ký đi. Chứ chục cái hộp vịt, 20 gì đó để vô kho ăn lâu lâu, ăn tới ngày chừng nào mà đi bển thôi. Bán số tài gì anh thấy ở đây làm ăn không được đâu. Ở bên anh bển này nhà cửa đông đúc, quán xá rất là nhiều. Rồi anh mướn nhà trọ cho ở rồi đi làm ăn. Ở đây những số bán không được. Chứ phần ở bển thì anh có thể anh giúp được. Tại vì anh gần. Anh tới luôn giúp bên nào mà có tiền đi thì trở về bên đây rồi sinh sống mua đất mua cát vậy. Em gắng làm lên có khi hên hên bán số lỡ rồi trúng 2 tấm làm tỷ phú luôn. Thì nữa nhớ anh nha. Cũng quên nha. Bán số đi có khi làm giàu. Đúng rồi, nhiều khi bán trúng được tài. Nói chung chuyện đời đâu ai biết được ngày mai em sẽ ra sao. Nên mình cứ cố gắng mình làm ăn là sẽ được thôi. Ăn bữa đám dỗ, mừng. Để tới mùng 5 tháng 5 mới được ăn thịt. Chàng ơi. Hai anh qua sáng giả hả? Thì thôi bà ăn ngon nha. Bữa nào con có rảnh con qua thăm bà nữa nha. Trời, con về nha. Qua mới mua tao thùng mì nha. Con cho 2 thùng luôn. Ăn thùng được rồi, tao ăn được rồi. Còn con mới cho 1 thùng rồi. Chuyến sau con cho 2 thùng luôn. Nói vậy chứ đưa cho con 50 con đi chăm chăm đi tụi nghe con. Thôi được rồi. Có tình bà, có nghĩa không? Bà cắt đi. Hả? Con cho bà mà đưa lại cái gì? Cho con có tình có nghĩa không? Mà lâu lâu con cho gì quyết. Trời ơi. Thôi được rồi. Thật là cắt đi bà. Bà cắt đi. Cảm ơn con. Dạ. Rồi con thôi con xin phép bà con về nha. Dạ, con cảm ơn cha mẹ ông bà ngoại nội dì anh chị nha con. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ dạ dạ. Nhờ con bị có ăn á con ơi. Trời ơi, bà đừng nói vậy, tội con chết. Đừng nói vậy. Bà đừng nói vậy. Nhờ thấy con bà tội, bà thương con quá mà bà không có đi tới, bà mệt mỏi không có đi đâu nổi. Bà mệt. Tới mùng 5 bà ra bà đón con đâu. Mùng con không hứa ngày nào. Không có, mùng 5 khi tôi ra lộ rồi đó. Con thì rất là bận, con không hứa ngày nào hết. Không có. Nhưng mà con sẽ qua, con sẽ mua đồ. Con tới. Tới ngoài đầu lộ tao không biết ai hỏi tao không biết. Dạ dạ dạ. Tao già tao không thấy ai. Rồi. Ngoài lộ ai hỏi tao không biết. Dạ. Thì con hỏi bà không biết nữa. Dạ dạ. Dân Úc nè, bà không biết ai. Dạ. Thằng Văn thì còn không quên nữa luôn. Rồi thôi bà ăn đi, bà ăn mì đi. Hả? Nắm tay con hả? Cảm ơn con. Dạ dạ cảm ơn. Trời dạ. Ơi con ơi con. Dạ dạ. Cảm ơn con. Dạ dạ. Đưa tay con. Bắt tay. Trời ơi con. Cảm ơn con nhiều không con. Dạ. Không quên ơn con được. Vì cái không lời có gì cha đâu. Với mẹ với nậu ngoạn con. Dạ. Anh chị nha. Dạ dạ. Với anh em với vợ con gửi lời thăm vợ con nha. Dạ dạ. Cảm ơn con nhiều quá. Dạ dạ. Dạ. Bà cảm ơn. Mà anh gửi lời thăm vợ hai đứa con với bà ngoại bà nội mấy cậu mấy gì anh chị hết
bà cảm ơn nhiều quá, nhờ con có ăn nha con. Không, bà đừng nói vậy, bà đừng nói vậy, không có gì đâu bà. Ừ, cảm ơn con. Dạ, dạ. Trời ơi, bà buồn lắm con. Thấy con bà tội quá. Bạn đi, bạn đi. Nó nghe, thấy con cho gói mì mà ta ăn đâu quên kêu con. Vô tình á. Vô tình không có kêu con, kỳ. Già rồi, đói quá rồi hết quên tâm sự. Thôi bà ăn đi, bà ăn đi, bà ăn đi. Vô khỏe không con? Dạ, dạ, dạ. Chạy từ từ đi nha con. Dạ, chạy dạ. Về nha con. Dạ, dạ, dạ. Rồi, rồi đi đi. Rồi thôi con xin phép con về nha. Rồi Tiến cũng tạm dừng cái video đây nghe cả nhà. Thì mong cả nhà có thương Tiến thì nhớ cho một lượt like chia sẻ nha. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha.